xin chào cả nhà, rất vui cả nhà đến với cái chương trình của mình ngày hôm nay. Một chương trình đặc biệt dành cho ngày Tết Trung Thu. Thì các bạn thấy ở đây có đầu lân nè, mâm cỗ và đặc biệt là rất là nhiều lồng đèn đủ màu sau lưng mình. Thì bật mí với các bạn biết là những cái lồng đèn này chính là từ Photoshop làm ra. Và mình sẽ ghép vào cho sân khấu chúng ta, phim trường của chúng ta hôm nay thật là lung linh. Bài tập hôm nay của mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế những cái banner, những cái poster dành cho công ty, trường học hoặc là những hội nhóm sinh hoạt trong đêm Trung Thu. Chúng ta có thể ứng dụng thiết kế là backdrop sân khấu chẳng hạn. Thì lát nữa đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập này rất là đơn giản thôi, không có khó cho lắm. Các bạn sẽ ứng dụng vào đêm Trung Thu của mình thật là độc đáo và hoàn hảo hơn. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thiết kế những cái banner, poster ngày Tết Trung Thu. Cảm ơn các bạn đón xem. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài tập của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái file mới. Vì đêm Trung Thu, các bạn có thể tạo một cái màn hình màu đen. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới. Thì Tết Trung Thu, các bạn là không thể thiếu được là cái mặt trăng. Không thể thiếu được mặt trăng. Do đó chúng ta sẽ chọn màu vàng, tạo một cái lớp mới và dùng cọ. Chúng ta sẽ chọn nét cọ mềm. Mình sẽ tăng kích thước lên. Và chúng ta giảm opacity xuống khoảng 50%. Chúng ta lít vào. Với bước đơn giản chúng ta đã tạo được một cái mặt trăng rất là sống động. Bước tiếp theo thì trong đêm Trung Thu, đêm trăng thì có những cành lá trang, những nhánh cây, nhánh lá che đi bớt cái mặt trăng. Thì các bạn sẽ dùng pen để vẽ. Thì ở đây mình sẽ vẽ lá tre cho nó dân dã và mộc mạc. Bạn dùng pen bằng lít. Chẳng hạn ra được lá như thế này. Các bạn Ctrl Enter để lấy vùng chọn. Và sau đó chúng ta sẽ tô màu đen. Với bước đơn giản chúng ta đã tạo được một cái lá tre. Và sau đó các bạn sẽ nhân lớp lên, Ctrl T để thay đổi chiều và hướng. Ctrl Z, Ctrl T. Các bạn có thể group lại, Ctrl G group lại. Thêm một vài nhánh lá vào. Ctrl T xoay hướng. Lá nhỏ lớn khác nhau. Các bạn có thể làm cho đẹp hơn chẳng hạn. Đây mình sẽ làm nhanh cho các bạn theo dõi. Ví dụ mình được những cái lá như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một vài cái nhánh cây tre chẳng hạn. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới. Chúng ta sẽ tô màu đen cho cái vùng chọn này. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhân cái lớp mới lên. Rồi chúng ta sẽ group lại ha. Rồi. Đại khái thế này. Bước tiếp theo là bước quan trọng là chúng ta sẽ vẽ những cái lồng đèn. Các bạn cũng sẽ tạo một cái lớp mới.
Vùng chọn hình tròn. Các bạn có thể tô màu tùy ý. Ví dụ ở đây mình cho là màu đỏ đi. Chúng ta sẽ tô màu cho cái lớp tròn này. Các bạn sẽ chọn công cụ hình chữ nhật. Chúng ta sẽ vẽ trên đây một cái lớp cũng tô màu. Và phần đáy lòng đèn chúng ta cũng sẽ tô một lớp cùng màu. Với những bước đơn giản như thế chúng ta đã vẽ được một cái lòng đèn rất là đơn giản. Chúng ta sẽ cho opacity xuống. Và trên cái lòng đèn này chúng ta sẽ tạo thêm một cái lớp nữa, cũng lấy màu vàng luôn, cũng dùng cỏ tương tự như cái mặt trăng này. Chúng ta sẽ tô bên trong cái lòng đèn những cái lớp nến cho lòng đèn chúng ta phát sáng lên. Chúng ta sẽ tạo lớp mới ngay brush tool. Chúng ta sẽ có pencil tool để chúng ta vẽ những cái tua rua. Tua rua trong gió, bạn cho nó thể bay bay như thế này. Tùy các bạn sáng tạo thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái sợi dây treo. Chúng ta sẽ rút nhóm này lại và đặt tên là lòng đèn chẳng hạn. Ctrl T hiệu chỉnh lại. Các bạn có thể tròn dẹp tùy ý các bạn. Chúng ta có thể chọn lớp và Ctrl U để thay đổi màu. Rất là nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn. Người ta thường nói là trung thu là Tết thiếu nhi, do đó các bạn cứ thoải mái chọn nhiều màu vào ha, cho cái banner của chúng ta, cho cái backdrop xanh nó sẽ thêm phần sống động. Và các bạn nhớ thay đổi chiều để cho cái bức ảnh chúng ta nó nhiều màu sắc và sống động hơn. Có những cái lớp lòng đèn gần hơn chẳng hạn, chúng ta sẽ phóng to ra một xíu. Các bạn sẽ chọn filter, blur, Gaussian blur để tạo hiệu ứng có chiều sâu hơn. Rồi tương tự các bạn có thể tạo thêm những cái lòng đèn hình vuông chẳng hạn, cũng như những bước nãy giờ chúng ta làm thôi. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới, cũng tô màu cho lòng đèn. Và thêm một cái lớp nến màu vàng ở bên trong. Chúng ta chọn brush tool. Các bạn có thể thêm dây và tua rua vào chẳng hạn. Chúng ta sẽ tạo lớp mới. Các bạn có thể tạo những kiểu lồng đèn khác nhau. Ví dụ như lồng đèn xếp. Tạo lớp mới, tô màu.
Với những bước đơn giản, chúng ta có thể tạo được những cái lồng đèn rất là sống động và độc đáo. Thì bây giờ các bạn có thể tự thiết kế cho mình cái background như thế này. Các bạn có thể thêm chữ vào cũng được. Ta dựng chọn cụ text tool, chúng ta sẽ chọn font thư pháp và chúng ta sẽ gõ vào. Ảnh nhiều màu sắc, các bạn có thể ứng dụng thêm những cái bánh trung thu chẳng hạn cho những cái trẻ em chúng ta sẽ thích hơn. Những cái trung thu này thì mình sẽ tìm kiếm hoặc là chụp lại cắt ra chứ chúng ta không có vẽ được trên Photoshop. Vậy đó, chúng ta sẽ tìm kiếm và chúng ta sẽ gắn vào. Dù những cái bánh như thế này thì nó sẽ làm cho banner chúng ta thêm sống động hơn. Thì cái cách tìm, các bạn phải lên Google tìm nè, dụng thiết kế poster banner công ty cho lớp học, cho nhóm chúng ta để sinh hoạt vào những cái ngày Tết Trung Thu độc đáo năm nay. Và chúc các bạn thành công và chúc các bạn có một mùa Tết Trung Thu vui vẻ. Và chúng ta ứng dụng ngay bài tập này vào thực tiễn nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.